Good afternoon. Tôi xin lỗi, tôi là Joseph Nguyễn và làm chủ tịch cũng như thể là Chief Executive Officer của VBS Television Network. Và hôm nay chúng tôi hân hạnh có mặt tại cái trạm chứa lửa 64 của quận hạt Los Angeles. Và bên cạnh tôi là Captain Carrion. Captain là người lo cho cái fire station này, và fire station này cũng là rất là lucky là có anh John Trần là người Việt Nam và cũng đang là nhân viên của trong cái trạm chữa lửa 64 này. Và hôm nay mục đích chúng tôi đến là để giới thiệu cho quý vị biết tất cả những cái hoạt động của trạm chữa lửa 64 là một tượng trưng cho tất cả những trạm chữa lửa khác của county. Và chúng tôi giới thiệu với quý vị những hoạt động và những cái máy móc của cái trạm chữa lửa này, để rồi chúng tôi yêu cầu quý vị cố gắng để chúng ta giúp đỡ cho các trạm chữa lửa, không những là trạm chữa lửa 64 đây mà còn tất cả trạm chữa lửa của county, bởi vì họ đã hoạt động rất là hữu hiệu và rất là vất vả cho tất cả cộng đồng, nhất là cộng đồng Việt Nam tại quận hạt của county Los Angeles. Và bây giờ tôi xin hân hạnh giới thiệu Captain Carrion. Để các anh sẽ có vài lời để chào đón quý vị và đồng thời cũng giới thiệu qua về cái hoạt động của cái trạm chữa lửa 64 này. Well, hi, my name is Manny Carrion. I'm a captain here at Los Angeles County Fire Department, and today we're going over measure FD. This measure is going to help give a lot of new equipment, ALS equipment, for our residents of the Los Angeles County Fire Department. Cái bản họa đồ này chúng ta biết là 2008 đó, thì cái số tiền cái có 2008 họ có một cái measure cũ đó là hạn 10 năm, và cái số tiền nó chỉ tăng có khoảng 10% thôi, 5% thôi. Còn trái lại bây giờ cái nhu cầu của county, bởi vì số người quá đông về đây quá đông, thành ra cái nhu cầu của nó đã lên tới 50%. Thành ra vì vậy nên chúng tôi xin quý vị giúp đỡ bằng cách là đóng thuế thêm, bằng cách là bằng lòng với cái FD measure này và đóng thuế để giúp cho các trạm chữa lửa county đây có cái phương tiện để hoạt động để giúp quý vị. Và thưa quý vị, một cái đặc biệt đó là theo như anh John Trần đây đó, là tất cả những tiền của quý vị đóng góp ở khu vực nào thì nằm ở trong khu vực đó thôi. Thí dụ như cả khu vực St. Dimas đây là cái khu vực mà của trạm chữa lửa 64, thì tất cả những tiền thí dụ đóng được 1 triệu, 2 triệu hay là 10 triệu thì cái tiền đó sẽ nằm trong cái thành phố San Dimas, chứ không lấy cái tiền đó đưa lên Ventura hay là đưa lên những cái thành phố khác. Thì xin quý vị hiểu như vậy, và quý vị cố gắng đóng góp để giúp cho cái trạm chữa lửa 64 này được hoạt động một cái hữu hiệu theo theo bảo measure 64. And they stay the fund the raise only stay in the San Dimas in the community that they're being taxed. Right, yes. Right. Yes, the community that's being taxed, that all that money stays to help the residents of that community. Yes, only. Not going to anywhere else. No, just anywhere, yeah. It just stays in that general area. Like you said, our call volume has gone up 50%, but our staffing has not since then. Not since then, yeah. So the last 10 years, over 50% up higher. More calls with the same personnel, and it's going to help to rebuild a lot of our fire stations that are falling apart. It's going to get us new equipment to go out and provide better service to our public out there. Yeah. Và thưa quý vị nhìn ngay dưới đây đó là cái trạm chữa lửa vì lâu quá rồi, thành ra nó bị hư hỏng và tất cả những xe đây, những xe nào mà 20 năm đó là mình phải thế và thay thế một xe mới, đó là luật của nó là như vậy. Và cái xe đứng sau tôi đây đã 16 năm rồi, thì sửa soạn phải thay xe mới. Và tất cả cái nhà thì chúng ta thấy nó xây chừng how many years is this this one? This has been over 20 some years. Yeah, 27 years already. Mình phải upgrade cái này để cho nó thích hợp, và đồng thời có thêm những equipment chẳng hạn như software
để mà khi chúng ta họ gọi thì người ta có thể routing cái call đó ngay lập tức lên nhẹ. Để vậy nên tất cả những tiền mà quý vị đóng góp là 84% đó là để upgrade những cái equipment cũng như thể là huấn luyện những người để cho cái công việc của họ nó được hoàn hảo và được hữu hiệu hơn. Và bây giờ tôi xin giới thiệu anh John Trần, anh người Việt Nam, anh có một số cái lời để mà thưa với quý vị về vấn đề cái measure FD này, và đồng thời anh cũng có một vài cái lời nhắn nhủ với quý vị, nhất là quý vị ở trong cái tỉnh San Dimas này. Like my captain was saying, the measure FD is going to be strictly for infrastructure, equipment, training. It's not for the personnel. It's after 20 years, like you said, it's our rigs have to go out of service and we have to purchase new one. Equipment cost has gone up. Main thing is medical supplies. Everything we do on medicals is now 84% of our calls. So therefore, when you call 911, you get a paramedic unit, an ambulance, and a fire engine, which we provide at all. But medical cost has gone up as well for the equipment, so that would help cover that cost as well. Another big thing that the measure is gonna help out with is the 911 system. Our 911 system is very outdated, so when you call 911, we still have to trace where you're at manually, but with the measure, it's gonna provide us with the upgrade equipment that as soon as you call 911, it instantly tells us where you're at on a cell phone. So if you're hurt, especially for the elderly people and kids that aren't able, and for myself, you speak different languages, they just have to call and we know where you're at right away. Yeah. So the language barrier is definitely not going to be an issue to be able to locate you. So another thing that we show on here, it's every year we go on wildfires, medicals, house fires, car accidents. So we're constantly busy and our equipment is constantly being used. So this is kind of gives you an example of everything that we do day to day and everything this measure is going to go towards. But whether it passes or not, the firefighters are still going to show up. When you call 911, we're still going to give you the best level of care that we can with what we have. Yes, I think this is a great measure. Like my engineer Tran here is saying, something that weren't mentioned about the dispatch was that right now we have districts, our dispatch system's antiquated, a little out of date, so we'll be able to update that and you'll be able to get the closest EMS or emergency service rig there as soon as possible. Right now we travel as in districts, so San Dimas handles a certain area, but if we happen to be driving by and there's a medical call, with that updated system, they'll be able to pinpoint that and get someone to you even faster. So I think this is a great measure. It's gonna help out a lot of people and provide even better service to the County of Los Angeles. Kính thưa quý vị, như Captain đã nói đó, Captain Carrion đã trình bày với quý vị và Engineer anh John Trần đã trình bày với quý vị đó, rất là khẩn thiết là chúng ta cần phải giúp đỡ để thông qua cái đạo luật FD này để giúp cho cái trạm chữa lửa 64 cũng như nói chung là tất cả cái trạm chữa lửa, cái khu vực chữa lửa department của Los Angeles thì rất cần cái sự giúp đỡ của quý vị, bởi vì cái này nó là cái cần thiết thực tế nhất cho với quý vị đó. Ví dụ quý vị bệnh tật, quý vị cũng dial 911 thì tự nhiên người ta sẽ đến có đó, rồi quý vị có nhà cháy thì những người đầu tiên phải đến đó là những người trong cái ban chữa lửa, và khi bị dial 911 thì bất cứ cái chuyện gì quý vị gọi thì cái người đầu tiên đó là cũng phải đến về vấn đề bệnh tật hay là phải đi bác sĩ hay là phải chữa lửa đó, thì tất cả là cái người đầu tiên phải đến đó là fire department. Vậy thì xin quý vị cố gắng để cổ võ để chúng tôi có thể thông qua được cái đạo luật fire the measure FD này để tất cả mọi chúng ta được hưởng nhờ những cái lợi điểm, những lợi mà chúng ta hy sinh để cho giúp cho
fire department của quận hạt Los Angeles và đặc biệt là trạm chữa lửa 64 của San Dimas. Xin hết lòng cảm ơn quý vị.